Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh, tác động đến mọi mặt trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Mặc dù không nằm trong 9 khu vực, lĩnh vực được đánh giá là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng làn sóng công nghệ mới này cũng đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chuyên đề tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ giúp quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn về những tác động nhãn tiền từ cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoạt động của các ngân hàng thương mại. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đi lên từ động cơ hơi nước, động cơ điện và chất bán dẫn, cách mạng công nghiệp lần thứ tư có đặc điểm là thông minh hóa sản xuất, mang tính tích hợp cao, linh hoạt và có tác động mạnh mẽ tới mọi ngành nghề, nhiều quốc gia. Ngân hàng Việt Nam được đánh giá là ngành tiên phong, chủ động nắm bắt xu hướng phát triển của công nghệ. Cách mạng công nghiệp 4.0 hay còn được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xuất phát từ khái niệm Industries 4.0 trong một báo cáo của chính phủ Đức năm 2013. Industries 4.0 kết nối các hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa công nghiệp, kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong. Nếu như cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất, cuộc cách mạng lần thứ hai diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Thì nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần thứ ba. Nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Cách mạng công nghiệp 4.0 có đặc điểm là thông minh hóa sản xuất, mang tính tích hợp cao, linh hoạt và có tác động mạnh mẽ tới mọi ngành nghề, quốc gia, điều khiến cách mạng công nghiệp 4.0 trở nên khác biệt đối với các cuộc cách mạng trước. Đó chính là sự dung hợp của các công nghệ và sự tương tác của chúng trên các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học. Đón đầu xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, các ngân hàng Việt Nam đã và đang chủ động nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ vào một số công nghệ thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và quản trị. Nổi bật nhất là việc triển khai thực tế các công nghệ số nền tảng như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng giải pháp như xác thực sinh trắc học, trao đổi dữ liệu mở qua giao diện chương trình ứng dụng OpenAPI. Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 này, chúng ta rất là chủ động, rất khác với những cuộc cách mạng trước là chúng ta mang tính bị động nhiều hơn. Thì lần này nếu mà chúng ta nhìn vào động thái, ví dụ như là ban chỉ đạo fintech từ ngân hàng nhà nước này, hay là những cái ngân hàng có quy mô từ cấp trung trở lên, thì chúng ta đều thấy rằng họ thành lập những ban hoặc phòng về fintech, và những phòng ban này chiếm một vị trí khá là quan trọng trong cái cấu trúc tổ chức của họ, và điều đấy thể hiện cái tính chủ động này, ý chí quyết tâm và cái tính là rất là tích cực tham gia vào cách mạng lớn của thế giới này. Thực ra thì cái ngành ngân hàng Việt Nam được đánh giá là một trong những cái ngành là đi đầu và gọi là nắm bắt những cái gọi là thay đổi về công nghệ và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ số nhiều nhất trong cái công tác là quản lý cũng như là điều hành các cái hoạt động kinh doanh của ngân hàng, và ứng dụng gọi là công nghệ mới để đưa ra những cái gọi là sản phẩm dịch vụ nhanh nhất tới khách hàng có thể. Trong đó thì có ba cái ngân hàng lớn của Việt Nam cũng đã gọi là thành công trong cái việc là thử nghiệm cái công nghệ blockchain trong cái việc là chuyển tiền liên ngân hàng. Với sự thích ứng và bước đầu ứng dụng một số công nghệ giải pháp của cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngân hàng thương mại đã chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh và sản phẩm dịch vụ theo hướng số hóa thực thụ, như các ngân hàng VPBank với ngân hàng tự động LeafBank, VPBank với ứng dụng công nghệ ngân hàng số Timo, Vietcombank với không gian ngân hàng số Digital Lab, Vietinbank với Corebank thế hệ mới. Động thái này không chỉ giúp các ngân hàng mở rộng mạng lưới khách hàng mà còn nâng cao được hiệu quả quản trị của mỗi tổ chức tín dụng. Dù đã nhận thức được lợi ích mang lại từ cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng sự thay đổi hiện nay của ngành ngân hàng nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng vẫn còn chậm so với phát triển của công nghệ từ cuộc cách mạng 4.0. Ứng dụng công nghệ, thành tựu công nghệ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại những lợi ích nào cho khách hàng và ngân hàng? Phóng sự sau sẽ phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Với sự thích ứng và bước đầu ứng dụng một số công nghệ, giải pháp của cách mạng công nghiệp 4.0 như Internet of Things, Big Data, Blockchain, điện toán đám mây hay trí tuệ nhân tạo, tương tác giữa khách hàng và ngân hàng chính là yếu tố đầu tiên được công nghệ hóa, từ đó rút ngắn được thời gian giao dịch, chi phí cho cả khách hàng và ngân hàng.
Bây giờ thì như các bạn biết là cách đây khoảng 10 năm gần đây thì cái sự bùng nổ của smartphone này, bùng nổ của các cái thiết bị cầm tay, rồi thì bùng nổ của internet thì nó tạo ra một cái gọi là cái tiếp cận với ngân hàng mới, chẳng hạn như là qua kênh internet, qua kênh mobile, rồi thì rất nhiều những cái nó thay đổi. Đó là cái thay đổi theo cái mạng công nghệ lần thứ tư. Đối với ngân hàng truyền thống, họ phải vào, họ lấy số, họ xếp hàng, họ chờ. Và đến lượt mình, họ vào, họ tương tác với những con người với nhau. Thì nó phụ thuộc rất lớn vào cảm xúc của con người. Dường như nếu mà giao dịch viên vui thì cách phục vụ sẽ khác, buồn sẽ cách phục vụ khác. Ngân hàng sẽ khó quản lý được cái chất lượng dịch vụ chỗ đó. Nhưng mà với công nghệ số, chúng ta tương tác một cách duy nhất thông qua thiết bị di động, thông qua các kiosk. Những thông tin đưa ra rất là chính xác, rất là đồng bộ. Thì nó lại tạo ra một cái trải nghiệm mới cho khách hàng. Đặc biệt, với sự phát triển của ngành ngân hàng trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, những rào cản về tiếp cận tín dụng cũng dần được gỡ bỏ nhờ sự phát triển của công nghệ. Như doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thì rõ ràng cái vướng mắc lớn nhất trong vấn đề tiếp cận vốn đó là tài sản chấp. Nhưng nếu như sử dụng công nghệ 4.0 như các cái sáng tạo của Fintech, người ta đưa ra các giải pháp platform cho cái câu chuyện và thu thập hàng mấy nghìn dữ liệu để xác định được cái hành vi của một cái doanh nghiệp nhỏ vừa, chấm điểm xếp hạng, thì có thể sẵn sàng kết nối được cái nhu cầu tín dụng tại một cái thời điểm thích hợp của họ và cho vay ra bằng cách là chủ yếu là sẽ nâng cao khả năng cho vay tín chấp để tiếp cận vốn nhanh hơn và đúng lúc hơn, hay là kiểm soát được dòng tiền thì thu hồi nợ cũng sẽ tốt hơn. Còn theo khẳng định đại diện Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đưa ra, việc ứng dụng những thành tựu từ của cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ thay đổi diện mạo của một ngân hàng từ phương thức tiếp cận khách hàng, sản phẩm dịch vụ mới, mà đây còn là cơ sở để các ngân hàng nâng cao quản trị rủi ro, giúp ngân hàng cải thiện bức tranh lợi nhuận. Phủ sóng được toàn bộ những sản phẩm trong nền kinh tế, đặc biệt đối với khu vực vùng sâu vùng xa, người nông dân cũng như là các doanh nghiệp coi như nhỏ và siêu nhỏ của Việt Nam, thì anh sẽ có thể tiếp cận nhanh được thị trường và kinh doanh trên cơ sở là cái quy mô lớn, tức là anh thu ít phí nhưng quy mô lớn thì anh sẽ thu được doanh thu nhiều hơn. Bởi vì rằng là các quy trình của chúng tôi sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Trên cái cơ sở ứng dụng như vậy thì nó giảm thiểu rất nhiều các cái khâu thủ tục giấy tờ. Bình thường nếu chúng ta luân chuyển các cái hồ sơ bản giấy thì có khi mất đến vài ngày, cả tuần hoặc vài tuần cho một cái công việc nào đó. Nhưng nếu ứng dụng đó được xử lý bằng công nghệ số, trên các quy trình được số hóa thì rõ ràng rằng là cái thời gian luân chuyển và thực hiện nó rất là nhanh, các quyết định được thực hiện rất là nhanh và cái sự tham gia, cái sự trao đổi thảo luận trong nội bộ nó sẽ rất là tốt. Thế và ngoài ra một cái sự mà có cái sự minh bạch thông tin như vậy, các cái thông tin nó đa chiều và phong phú như vậy thì cho phép quản trị tốt hơn, quản trị rủi ro cũng tốt hơn. Trong thời gian vừa qua, nhiều ngân hàng cũng đang triển khai phương thức thanh toán bằng mã QR code. Đây cũng được xem là bước tiền đề lớn của ngành ngân hàng trong kỷ nguyên số 4.0. Mỗi vấn đề luôn tồn tại tính hai mặt. Lợi ích từ công nghệ mang lại cho ngành ngân hàng là không nhỏ, nhưng đi liền với nó chính là những rủi ro từ công nghệ, rủi ro về tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại. Thách thức đầu tiên được các chuyên gia nhấn mạnh đó chính là việc liệu các ngân hàng Việt Nam có bắt kịp được với tốc độ phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hay không. Bởi hiện nay, dù được đánh giá là chủ động trong việc ứng dụng những thành tựu khoa học từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng vẫn còn chậm. Hiện nay thì đã có động thái nhưng mà dường như tốc độ là vẫn chưa đủ. Cần có những cái quyết liệt hơn nữa để có thể theo kịp với cái tốc độ tăng trưởng đó. Đó là cái vấn đề mà loại hình cho vay ngân hàng. Thì đó là một loại hình có cái những cái ưu điểm của nó. Nó giúp cho chúng ta tiếp cận những cái nguồn vốn mà dường như các ngân hàng hiện nay với cái soát xét tín dụng của mình nó gần như không tiếp cận được. Việt Nam chưa có một cái khung pháp lý để quản lý cái đó. Nên bây giờ khi mà chưa có khung pháp lý thì hoạt động nó đang bị cấm. Nhưng mà tốt nhất hoạt động nó nên được phát triển. Thì khi được phát triển có một khung pháp lý rõ ràng, tôi tin là đó là một cái bước đột phá trong cái lĩnh vực tín dụng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, vấn đề về an toàn an ninh mạng cũng đang được dư luận quan tâm bởi theo các chuyên gia, một khi ứng dụng công nghệ, độ mở thông tin sẽ lớn, từ đó sẽ có nhiều cơ hội để tội phạm công nghệ đánh cắp thông tin. Trong thời gian vừa qua, cũng đã có rất nhiều vụ đánh cắp thông tin ngân hàng của khách hàng, cũng chính là ví dụ điển hình. Càng ứng dụng thành tựu của công nghệ thì cái câu chuyện mà rủi ro về an ninh an toàn và bị hacker tấn công vào coi như là cái hoạt động của ngân hàng cũng như là tài khoản của chính khách hàng. Và gần đây những cái vụ mất tiền từ tài khoản khách hàng nó cũng đã cho thấy cái điều đó.
Thế nhưng mà cả xã hội cần phải có một cái nhận thức rất rõ về cái việc đó. Khi chúng ta ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông minh, công nghệ hiện đại để mà coi như là tiếp cận nhanh hơn, rộng hơn, chia sẻ tốt hơn thì đương nhiên phải chấp nhận một cái mức rủi ro nhất định. Quan đến cái an ninh thông tin ấy, thì nó giống như là một bên thì bắt và một bên thì đuổi. Các cái hãng công nghệ thì luôn luôn đưa ra những các cái giải pháp tốt nhất để cho gọi là đảm bảo được cái gọi là cái an ninh thông tin tốt nhất cho ngân hàng. Ngân hàng cũng có cái quá trình gọi là đào tạo nhân lực để đảm bảo là thứ nhất là nắm bắt được công nghệ mới, đảm bảo là tránh những cái rủi ro có thể liên quan đến an ninh thông tin. Thì tuy nhiên thì hacker hay là những cái gọi là bây giờ nó có những cái giống như là cái con robot liên quan cái, vì ngày xưa thì mình có cái khái niệm về virus, nhưng bây giờ thì nó giống như là những cái con robot, nó đi khắp nơi, nó tìm kiếm thông tin, thì cái đấy nó cũng phát triển theo, nó giống như là một bên đuổi một bên bắt. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng hiện nay của các ngân hàng đang dần trở nên kém phù hợp với sự phát triển, sự thay đổi trong phương thức cung ứng dịch vụ của ngân hàng. Đây cũng là vấn đề đang làm đau đầu các ông lớn ngân hàng để chuyển đổi từ ngân hàng truyền thống sang ngân hàng hiện đại, bởi chi phí cho cơ sở hạ tầng cũng không hề nhỏ. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như thế là các cái giải pháp về ngân hàng lõi, core bank ấy, thì ở các ngân hàng Việt Nam thì thông thường thì cũng đã được triển khai cách đây khoảng 10 đến 15 năm trước rồi, thậm chí là 20 năm. Đấy, thì bây giờ là trong một cái quá trình để mà có thể tiếp cận được, để có thể thay đổi, nó gọi là chuyển đổi sang số hóa, thì cái đầu tiên người ta phải nghĩ đến là cái chuyện là thay đổi cái giải pháp gọi là ngân hàng lõi. Cái ngân hàng lõi đấy nó là một trong những cái nòng cốt để có thể là nó tích hợp với các những cái giải pháp khác để giúp ngân hàng trong cái việc là số hóa các cái công tác quản trị, cũng như là số hóa cho tất cả những cái liên quan đến gọi là quản lý khách hàng, cũng như là đưa sản phẩm ra khách hàng một cách nhanh nhất. Dù công nghệ có phát triển, song con người không bắt kịp với nó cũng là một thách thức đối với các ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số. Vâng, thưa quý vị, chính phủ và ngân hàng nhà nước cần phải nhanh chóng mở hành lang pháp lý để ngân hàng bắt kịp 4.0. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cũng cần phải có kế hoạch để chuyển đổi từ ngân hàng truyền thống sang ngân hàng hiện đại, chính là những giải pháp được đưa ra nhằm bắt kịp cách mạng công nghiệp 4.0. Tức là bây giờ công nghệ đã làm thay đổi toàn bộ cái câu chuyện mà coi như thiết kế chính sách. Nếu như chúng ta vẫn cứ đi theo một cái lối cũ về mặt thiết kế chính sách thì sẽ không phù hợp nữa. Tôi nói ví dụ như là chúng ta cần phải nhìn nhận lại cái hợp đồng dân sự trên cái góc độ là ký kết giao dịch trên mạng điện tử, và các cái chứng từ điện tử đó được lưu giữ trên cái cơ sở dữ liệu đấy, thì các cái dữ liệu lưu trữ của ngân hàng hay là lưu trữ của khách hàng thì có được gọi là coi như là những cái chứng từ gốc và chứng đã được coi luật như là chứng từ điện tử mà xác định. Nhưng mà cái quan niệm của xã hội hiện nay vẫn chưa đầy đủ. Cái nữa về mặt chính sách đó là vấn đề chia sẻ dữ liệu thông tin của khách hàng, chia sẻ dữ liệu thông tin giữa các bộ ngành với nhau cần phải được chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu đó. Và nó nếu không chuẩn hóa thì không số hóa được, mà không số hóa được thì không có được một cái big data của toàn bộ nền kinh tế. Khuôn khổ pháp lý mà cho phép thì chúng tôi hoàn toàn có thể phục vụ được. Tất nhiên cũng đi kèm với nó sẽ phải có các quy định để làm sao ngăn chặn các cái vấn đề về gian lận, lừa đảo. Bởi vì rằng là rất có thể những cái đó mở ra thì thuận lợi cho người dân thật, nhưng nếu mà nhận thức chưa đầy đủ hoặc là ví dụ như là ngây thơ, sơ hở thì cũng có thể bị lợi dụng. Cho nên chúng tôi cũng phải gọi là, tôi nghĩ rằng là đi kèm với cái mở thì cũng phải có những cái hành lang để giám sát và quản lý. Các ngân hàng nên gọi là dành thời gian tập trung về nguồn lực và xây dựng một cái chiến lược một cách bài bản. Sau khi có cái chiến lược đó thì đưa ra các cái lộ trình triển khai để đảm bảo được là cái việc là đầu tư công nghệ mới nó không bị dàn trải, nó không bị lãng phí. Và nó có thể là bởi vì bản chất là cái chiến lược về số hóa ấy, thì nó phụ thuộc vào cái chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Ví dụ chẳng hạn như thế là ngân hàng bán lẻ họ muốn là đứng ở đâu trong 2-3 năm tới, thì khi đấy thì cái chiến lược về số hóa đấy có thể sẽ phải thay đổi. Ngân hàng cũng nên tập trung vào đào tạo cũng như là đầu tư hơn nữa về cái an ninh thông tin, các cái thiết bị cũng như là đào tạo về mặt con người để đảm bảo được nắm bắt được những cái công nghệ mới đó và tránh những cái rủi ro về an ninh thông tin có thể xảy ra. Hiện tại các ngân hàng của Việt Nam đa số theo hướng là hợp tác, và đây là một xu thế rất khôn ngoan. Và vấn đề ở đây rằng là phải chọn một đối tác làm sao cho hiệu quả, thì đấy là cái yếu tố rất là cần thiết để mà có thể bắt kịp với xu thế này.
Đến đây chương trình tạp chí Ngân hàng tuần này xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.